Chào bác nhé. Đây, em đưa lên cây 452VL ECHO nhé bác. ECHO 452VL. Tình trạng máy này. Đó. Thân máy có tem, cái này thì chưa có vệ sinh kỹ. Trong quá trình test máy thì nó dính dầu nhớt, vào cái mặt cưa căn chỉnh máy. Cái này được cái là nó là cái lam Latin, nhưng mà cái cộng sên của nó thì nó hơi cùn. Cộng sên thì cùn lắm rồi. Nên được cái lam Latin, lam dài đúng không? Lam 60. Đó. 60 phân. Cây này nó được có một cái hay nữa các bạn. Máy lớn có một cái hay như này. Nó có một cái bơm nhớt phụ ở đây. Bây giờ các bác mà cắt bổ như thường thường mấy cây mà cắt bổ mấy cây lớn á, cái nó thiếu nhớt lam nó nặng máy thôi. Thì người ta cứ cầm cái bình rời ở ngoài, cầm cái bình rời người ta châm vô cái lam. Nhưng mà cái này nó được cái hay thế này, máy lớn nó có cái bơm phụ đây luôn, bơm nhớt của máy vẫn hoạt động, nhưng mà bơm nhớt tự động vẫn hoạt động, còn bơm nhớt tay này có cái bơm nhớt tay đây đấy, mà thế này 452 nó được cái hay vậy. Đây, để em quay kỹ đúng không? Đó, mỗi lần em nhấn nhá, nhấn là nó phọt lên. Đó, thấy chưa? Nhớt nó lên luôn. Bôi luôn cho cái lam này. Đảm bảo không bao giờ sợ cháy lam luôn á. Cắt thấy cắt bổ mà thấy máy nó ít nhớt một cái, nhồi cho nó một cái, máy ok luôn. Mà nó có cái hai đây nữa này, cái đây chỉnh nhớt lam bằng tay, có cái nút vặn đây luôn. Cái bên này là đổ găng ti, chỉnh găng ti đây. Đó, bên này là cái chêm ga. Đó, nổ chêm ga đây, bóp mà nó chậm bật lại. Đó, đó. Cái này là máy lớn nữa. Em tìm trên web mà không biết cái thông số của nó là bao nhiêu. Máy này máy lớn á. Nhìn cái máy. Cái này mà rửa xà bông qua là đẹp đúng không á? Rửa xà bông qua mấy cái vết này là sạch sẽ là đẹp lắm. Bây giờ em ra em test luôn. Oh!
Máy hoạt động ngon lành nhưng mà cái sên hơi cùn nữa, nói chung là cái sên này mòn rồi, được cái máy lớn. Các bạn nào thích cây này thì liên hệ với em nhé, qua số điện thoại 0947 207 718, em Toàn ở Đắk Lắk nhưng mà cầm nặng quá, đang cầm mấy cái kia, cầm cái này nặng ghê. Cái này chắc cũng phải cả lam cả xích cả đồ xăng nhớt đồ, nó chắc cũng phải cầm tầm 5 ký mấy 6 ký. Mình xăng mình nhớt của nó. Mình hết xăng. Nếu bạn nào thích cứ liên hệ qua Zalo của em. Thì bạn nào chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn.